Bạn nha, hôm nay mình sẽ làm gà nướng sa tế nha các bạn. Bao gồm có nguyên liệu là cà no, bột ngọt, đường, tỏi rồi nha các bạn. Có sa tế, có dầu mè, có dầu hào nha các bạn. Và gà của mình đã rửa nha các bạn. Giờ mình bắt đầu ướp thôi. Mình sẽ cho muỗng này vào. Mình cho hết luôn nha các bạn. Sa tế mình cho một muỗng nha các bạn. Đó. Dầu mè mình cho một muỗng nha các bạn. Dầu hào mình cho hết luôn đi. Mình bắt đầu trộn nha các bạn. Mình sẽ trộn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Mình sẽ cho nó ướp hết luôn. Đây. Mình đã trộn xong, giờ mình đợi 15-20 phút và nướng nha các bạn. Mình bắt đầu ướp xong rồi nha các bạn. Rồi mình bắt đầu nướng thôi nha các bạn. Nè các bạn. Các bạn thấy hấp dẫn không? Nước mắm mình, nước chấm mình nha các bạn. Đó. Có dưa leo nè. Giờ mình bắt đầu nướng thôi. Đó các bạn hấp dẫn không? Thơm quá. Mình thở qua thôi. Đó.
chân gà, chân nào lấy chà bá nữa luôn các bạn. Chưa nào 9 giờ mình bắt đầu cấp ga nha các bạn. À, các bạn thấy mấy chân này giống không? Đó. Hai ba chín lên nè coi. Chính nha các bạn. Chính hết luôn nha các bạn. Rồi mình bắt đầu gấp ra. Ok giờ các bạn đợi mình ăn nha. Xong rồi nha các bạn. Giờ mình bắt đầu ăn thôi. Mình tất cả các bạn nha. Các bạn thấy hấp dẫn không? Chấm nước. Ngon cả. Dạ, vừa giòn. Nó vừa thơm sẽ tế chứ.
các bạn ăn dưa leo nè. Ngon thiệt á. Dạ nó có vô cay à, vô giòn á, không bạn chưa là ăn thử các bạn cứ làm thử nè, ngon. Qua cũng mua một quán nó không ngon, mọi nhà làm là vừa nướng mà vừa có chỗ mát để các bạn làm đó, ngon. Ok. Ui. Này lên. Này mình quên trở qua trở lại các bạn nên khác. Có dưa leo ngon hả? Làm á, làm nhà ngon hơn ngoài quán. Nhà nướng mát, ngon. Quá. Bạn nào á chưa làm các bạn nhớ làm nha, dễ làm lắm, vừa ngon nó vừa dễ làm rồi. Các bạn nha. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không?
ăn chung gà mới giờ happy. Này các bạn, xuống rồi các bạn. Này xuống là thèm quá rồi luôn. Mấy xưa này mình cho chó ăn đi. Nè, các bạn thấy bự không? Đó. Ngon quá. Ngon mà nó no quá các bạn. Ăn hết này chắc mình kết thúc video nha các bạn. Ngon quá. Rồi, thêm một bạn phốc nữa. Trời ơi, sao nhiều bạn dữ vậy? Chào phốc. Ôi, căng. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay, các bạn cho mình một đăng ký và một subscribe mỗi khi mình ra video mới nhất nha, và đừng quên bật chuông thông báo mỗi khi mình ra video. Và chào, bye bye.